Trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha con.
Vậy là mình đã tôm nó xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tôm mỏ xào thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tôm mỏ như vậy. Thank you.
Như vậy bây giờ mình đến lên. Như vậy bây giờ